Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận chương trình mỗi sản một sản phẩm ô cốp năm 2022. Trong đó có 58 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên. Huyện Cẩm Mỹ có 8 sản phẩm được công nhận và là một trong 3 huyện đứng top đầu sau Xuân Lộc và Định Quán. Sản phẩm bưởi da xanh của hợp tác xã Quyết Tiến, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Đây không chỉ là niềm vui lớn của chính quyền địa phương của hợp tác xã mà còn là niềm vui lớn của nông dân. Ông Nguyễn Hồng Lâm là một trong những nông dân xã Xuân Mỹ có hơn một hectare bưởi da xanh thuộc dự án chuỗi liên kết bưởi da xanh của hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Quyết Tiến. Vui mừng hơn vì từ nay sản phẩm bưởi da xanh của các hộ trồng bưởi như ông đã được công nhận và hứa hẹn có thị trường ổn định với giá bán cao hơn. rất phấn khởi bởi vì cái cái. cái cái sản phẩm của mình của người nông dân mình đã được giữa cơ quan nhà nước và các khách hàng sẽ công nhận cho mình là cái đạt được cái tiêu chuẩn ba sao này và cái hướng của nông dân chúng tôi là sẽ lên đến bốn sao năm sao bởi vì cái này nó thực sự là cái thực phẩm sạch cho người tiêu dùng và chính bản thân mình không có va chạm đến hóa chất nữa thì nó không độc hại nữa thì giữ gìn cái sức khỏe của cộng đồng cũng như bản thân gia đình mình đồng hành cùng các nông hộ trong chuỗi liên kết. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Quyết Tiến tiếp tục tìm đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm bưởi da xanh Xuân Mỹ, để người trồng bưởi có thu nhập cao hơn, giúp các nông hộ yên tâm và tâm huyết hơn trong việc thực hiện đảm bảo các quy trình cho ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng. Từ đó để bưởi da xanh Xuân Mỹ có tiếng vang hơn, xứng tầm khu vực và có thể vào được các thị trường lớn. Đã được nhà nước công nhận là sản phẩm đạt chuẩn ô cấp, là ba sao, hợp tác xã là chủ dự án của chuỗi liên kết, cùng với những những thành viên trong 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 dự án thì sẽ cố gắng là sản xuất theo hướng việt gáp và để cho ra được một cái sản phẩm sạch, à, để cho là những cái khách hàng mình có thể tin tưởng um, cái sản phẩm của mình nó chất lượng. Trước mắt là ký đồng với sàn thương mại điện tử của sở công thương và đưa hàng lên trên trên sàn à, thương mại điện tử đó để mà phát triển lên bán trên cái sàn của sở công thương. Với những quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt, sự chung sức đồng lòng của hợp tác xã quyết tiến và người trồng bưởi da xanh xã Xuân Mỹ, hy vọng thời gian tới sẽ sớm đưa sản phẩm bưởi da xanh xã Xuân Mỹ có thể đạt 4 sao hoặc 5 sao, từ đó mở rộng thị trường để bưởi Xuân Mỹ vươn xa hơn.